Minasan konnichiwa. Nhật ngữ Hoa Sen xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái cấu trúc ngữ pháp câu, đó là tokoro. Nhưng tokoro này nó sẽ khác với tokoro chỉ nơi chốn ở bài số 8 nhé. Vậy nó khác nhau ở đâu thì chúng ta cùng nhau xem qua cái bức tranh này. Đầu tiên, cái người đầu tiên thì người ta đang làm gì đây? Sắp sửa ăn đúng không ạ? Mousungu sokujishimasu. Và cái người thứ hai là sokujishitemasu, là họ đang ăn. Và người thứ ba sẽ là sokuji ga owarimashita, là đã ăn xong rồi. Vậy đối với tokoro thì chúng ta sẽ là sokuji shimasu sẽ thành sokuji suru tokoro, sokuji shitemasu sẽ là sokuji suru tokoro, shiteiru tokoro, sokuji shitemasu sẽ thành sokuji shiteiru tokoro. Và đối với sokuji ga owarimasu thì chúng ta sẽ là sokuji shita tokoro desu. Và chúng ta tóm tắt lại một lần nữa đối với mẫu tokoro nhé. Đầu tiên, động từ chia về thể ru và te, ru và ta cộng với tokoro. Cách dùng của nó là tokoro dùng để nhấn mạnh vào thời điểm, khác với tokoro bài số 8 chỉ nơi chốn. Thời điểm của tokoro sẽ thay đổi tùy theo động từ đi trước đó. Và tokoro là danh từ nên chúng ta sẽ sử dụng câu này như câu danh từ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái ví dụ cụ thể của veru tokoro, là sắp sửa làm, chuẩn bị làm cái gì đó nhé. Hay cái người đàn ông này thì là gì đây? Chuẩn bị mang giày đúng không? Bình thường mình sẽ nói là gì? Tôi sắp sửa mang giày, tôi sẽ mang giày, thì là kutsu o hakimasu. Vậy chúng ta nhấn mạnh vào thì chúng ta sẽ là kore kara kutsu o haku tokoro desu. Hay. Tương tự như vậy thì cô bé này chuẩn bị đi ra ngoài thì là ima kara dekakemasu, thì chúng ta sẽ thành là gì? Hay. Ima kara chodo ima kara dekakeru tokoro desu. Hay. Sắp sửa, thời điểm, nhấn mạnh thời điểm. Còn đối với teiru cộng với tokoro thì nó sẽ là đang làm, hành động lúc đang diễn ra. Cách dùng của nó là dùng để diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời điểm nào đó, nhấn mạnh vào thời điểm xảy ra hành động, và nó mạnh hơn là chúng ta sử dụng teiru, teimasu nhé. Và mẫu câu này thường đi kèm với những trạng từ chỉ thời gian như là ima. Và ví dụ của nó sẽ là gì đây? Hay, cái người đàn ông này chúng ta thấy gì đây? Đang ăn đúng không ạ? Bình thường mình sẽ nói là ima tabete imasu. Vậy nhấn mạnh vào nó thì mình sẽ là gì? Hay, đúng rồi, ima tabete iru tokoro desu. Hay. Và mấy cái người phụ nữ thì đang làm gì đây? Mấy bé gái này đang ngâm bồn tắm đúng không ạ? Vậy bình thường mình sẽ là ofuro ni haite imasu. Thì chúng ta nhấn mạnh vào thời điểm thì sẽ là gì? Ofuro ni haite iru tokoro desu. Hay. Còn đối động từ chia về thể ta cộng tokoro thì nó ý nghĩa của nó là gì? Đã diễn ra, hành động đã diễn ra, vừa mới kết thúc xong luôn. Vậy thì cái người đàn ông này đang làm hành động gì đây? Vừa mới ăn xong. Bình thường mình nói là gì? Đã ăn xong rồi thì sẽ là tabemashita. Vậy thì nhấn mạnh vào thời điểm mình vừa mới ăn xong thì sẽ là tatteima tabeta tokoro desu. Này. Và tương tự như vậy thì là một chiếc xe buýt thì họ vừa mới đi ra, có nghĩa là mình vừa mới thời điểm mình chạy tới thì xe buýt vừa đi ra, thì bình thường mình sẽ là basu ga demashita. Thì bây giờ mình nhấn mạnh vào thời điểm chiếc xe buýt nó chạy thì sẽ là gì? Đúng rồi, basu ga deta tokoro desu. Hay. Qua bài học ngày hôm nay thì chúng ta đã nắm được cái cách sử dụng của cấu trúc ngữ pháp tokoro rồi, phải không ạ? Và cô có để đường link bài tập ở bên dưới, thì các em có thể nhấp vào đường link bài tập đó để làm và nắm rõ hơn về cấu trúc ngữ pháp này nhé. Hai minasan, sayonara, mata kondo, yoroshiku onegaishimasu.